Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ là 8 giờ kém 10 tại tiểu bang Washington. Ở tại Youth Center. Sáng nay đáng lẽ là thầy không có làm livestream. Bữa nay sáng thứ bảy, thầy phải chuẩn bị supply để một số Phật tử từ ở trên Seattle lên Youth Center công quả chuẩn bị cho pháp hội sắp đến. Như một số Phật tử ở tại địa phương tiểu bang Washington, Seattle, trong đó có Bác Thiện Châu và một số Phật tử chùa Phước Huệ của Thượng Tọa Thích Phước Toàn ở thành phố Tacoma, một cái vùng phụ cận của Seattle, và chùa Liên Hoa ở Seattle. Họ đưa câu hỏi, họ nhờ thầy trả lời. Đúng ra thì hàng tuần thầy sẽ có những buổi thuyết giảng tại tổ đình thuộc thành phố Renton. Nhưng mà hôm nay thầy bận rộn quá, không thể về tổ đình để mà trả lời những câu hỏi này được. Cho nên thầy làm một cái livestream này để trực tiếp trả lời Bác Thiện Châu, một nhóm Phật tử của chùa Cổ Lâm ở thành phố Seattle do Hòa Thượng Nguyên An làm chủ trì, và một số đệ tử của Thượng Tọa Phước Toàn thuộc chùa Phước Huệ Thiền Tự, và một số Phật tử của chùa Liên Hoa tại Seattle do Đại Đức Thích Huệ Nhân làm chủ trì. Bây giờ thầy chỉ nói riêng là chùa Phước Huệ Thiền Tự của Thượng Tọa Phước Toàn thuộc tiểu bang Tacoma. Sau khi Phật tử coi cái chương trình Facebook của thầy, thầy có lấy cái chương trình thuyết giảng của Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ, thì có danh sách chùa Phước Huệ Thiền Tự nằm tại tiểu bang Washington của thầy. Họ hỏi tại sao thầy không lên tiếng mà thầy lại im tiếng. Thật ra tôi không có phải là không có lên tiếng hay là im tiếng. Tôi đã từng nói trong cái livestream đầu tiên, tất cả những chùa mà nằm trong danh sách thuyết giảng của Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ, tôi không nói những chùa đó là chùa cộng sản, nhưng mà tôi nói chùa đó họ có thiếu chánh kiến, một trong bát chánh đạo của Đức Phật. Cái đầu tiên á, là phải có chánh kiến, rồi có cái chánh tư duy, tức là suy nghĩ đúng đắn, rồi mới tạo ra được chánh nghiệp hay là tà nghiệp, rồi mới tạo ra chánh tinh tấn, rồi cuối cùng á, cái chánh niệm á, là nó nằm sau. Mà các thầy chuyên môn dạy Phật tử làm chánh niệm đi, tức là niệm Phật. Tôi thầy, chúng ta thấy sai là chúng ta đi sai hết. Khi chúng ta lập gia đình mà chúng ta nhận định sai về cái người đối tượng của mình thì cả một đời đau khổ. Khi chúng ta vào trường đại học để học mà chúng ta chọn sai thầy, chúng ta cũng mà dang dở cả sự học hành. Chúng ta làm ăn, chúng ta mở thương mại mà chúng ta chọn sai địa điểm, chúng ta cũng sẽ thất bại. Tôi không có thành kiến gì với Thượng Tọa Thích Phước Toàn trụ trì chùa Phước Huệ. Tuy nhiên cái chữ ổng là chùa Phước Huệ Thiền Tự có chương trình thuyết giảng mà chính tôi đã phót ở trên cái Facebook của tôi, thì tôi biết rõ là có cái buổi thuyết giảng của Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ vào ngày thứ Sáu 30 tháng 6 2017, cái tử Như Lai Thiền Tự ở tại San Diego. Một Phật tử Tây Sơn đã có cái buổi phỏng vấn, đặt câu hỏi với Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ, thì chính sự trả lời mà đã được phót lên 21 phút ở trên livestream và Facebook.
Siêu Quốc Danh Thích Nhật Từ nói không có Phật Di Đà. Siêu Quốc Danh Thích Nhật Từ nói không có Kinh Địa Tạng. Siêu Quốc Danh Thích Nhật Từ nói không có chết cúng thức từng thất là vô ích. Như vậy tôi không biết rằng tại tôi chưa từng bước đến cái chùa Phước Lợi Thiền Tự. Tôi không biết trong chùa đó có Phật Di Đà hay không. Tôi không biết trong chùa đó có thờ Ngài Địa Tạng hay không. Tôi cũng chưa biết là trong chùa đó có tụng kinh Địa Tạng hay không. Cho nên nếu mà trong chùa đó, chùa Phước Huệ Thiền Tự của Thượng Tọa Thích Phước Toàn tại thành phố Tacoma, mà có thờ Đức Phật A Di Đà, đã từng tụng kinh A Di Đà, và nếu Phật tử đến chùa thăm Thượng Tọa Thích Phước Huệ, mà câu chào hỏi đầu tiên mà Thượng Tọa Thích Phước Huệ nói A Di Đà Phật chào đạo hữu, thì Thượng Tọa Thích Phước Huệ đã làm sai rồi đó. Vì đã thỉnh một cái người Thượng Tọa Quốc Danh Thích Nhật Từ đến nơi mà mình hoằng pháp để phỉ báng không có Phật Di Đà, để phỉ báng không có Ngài Địa Tạng. Mà tôi không biết rằng trong chùa Phước Huệ đã có thờ Đức Địa Tạng hay không, đã có từng tụng kinh Địa Tạng Bổn Nguyện hay không. Nếu quả thực có thì Thượng Tọa Thích Phước Toàn đã mang tội phỉ báng Ngài Địa Tạng rồi đó. Vì tại Như Lai Thiền Tự, Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ đã trả lời đạo hữu Tây Sơn qua cái livestream mà bây giờ đã được phát tán trên hệ thống Internet toàn cầu, kinh Địa Tạng là quỷ tạo. Rồi tôi không biết rằng trong chùa Phước Huệ có thờ Cửu Quyền Thất Tổ, những người thân của Phật tử mà rước Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ đến đó thuyết giảng vào ngày 30 tháng 6 2017 này, thì chắc chắn những hương linh Cửu Quyền Thất Tổ đang được thờ tự tại đây sẽ rất đau lòng. Vì trong cái buổi trả lời tại Như Lai Thiền Tự ở San Diego, Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ có nói rằng không có cái chuyện 7 lần 7 49 ngày, không có chuyện cúng từng thất, chết là đi đầu thai liền. Như vậy tôi hỏi Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ, đã biết cái chuyện là người ta đã có những người chết 8 tiếng sống lại, 12 tiếng sống lại và 24 tiếng sống lại chưa? Riêng tại thành phố Seattle, tôi có một Phật tử mà lâu nay quý vị đã từng nghe tôi nói, anh thường đến chùa tôi trong một tai nạn xe hơi và anh bị chết. Anh thấy cái thần thức rời khỏi xác và anh thấy được cảnh người phai đề pha minh, cảnh sát lời cứu quả lại giải cứu anh, cắt xe anh. Anh thấy được cảnh người vợ ngồi kế bên còn sống và la khóc, cho tới khi đưa anh vào trong bệnh viện. Và sau đó khi anh sống lại một thời gian dài, anh sống lại, anh đã có nói chuyện tại chùa Tổng Quyên Tổ Đình. Thì nếu mà chết mà đi liền giống như mà Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ nói lại, thì làm gì mà anh sống lại? Cái thời gian mà cái thân trung ấm chưa được đi đầu thai gọi là thời gian chuyển tiếp. Cho nên Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ phỉ báng không có từng thất, chết là đi liền. Thì như vậy, nếu quả thật Thượng Tọa Thích Phước Toàn có niệm Phật Di Đà, có thờ Phật Di Đà, có tụng kinh Địa Tạng, có thờ Cửu Quyền Thất Tổ, mà rước một vị tăng quốc danh là Thích Nhật Từ đến đây để phỉ báng những gì mình đang thờ, những gì mình đang tín ngưỡng, thì việc làm này, Đức Bổn Sư ngồi tại đó cũng rơi lệ, Ngài Địa Tạng đứng tại đó cũng khóc, và hương linh thì càng đau khổ hơn cả. Cho nên hỏi tại sao tôi không nói chuyện, tôi cũng không có muốn đụng chạm tới những cái ngôi chùa đó, mà tôi nói chung chung. Quý vị nhìn cái list mà danh sách thuyết giảng của Thích Phật Từ, của Thích Nhật Từ ở tại Hoa Kỳ,
Lâu nay quý vị thường nói đến sư quốc danh, có hàng trăm hàng ngàn sư quốc danh qua Hoa Kỳ, nhưng mà quý vị không thể nói chung chung như vậy được. Quý vị nói có sách mới có chứng. Quý vị hãy vào ở trong những cái trang web và search lý lịch của Thích Nhật Từ. Con có một cán bộ sinh 19 Thích Nhật Từ sinh 1969, khi Sài Gòn rơi vào tay cộng sản, Thích Nhật Từ chỉ là một cậu bé 6 tuổi. Cha là một đảng viên cao cấp, làm trong mặt trận tổ quốc. Cho nên với cái tuổi hạ và tuổi đời của Thích Nhật Từ, mà bây giờ trong những cái buổi giảng ở các trường hạ ở Việt Nam, tên Thích Nhật Từ này đẳng cấp không có thua gì Hòa Thượng Thích Trí Quảng, rất nhiều chức vụ. Cho nên nếu mà nói đến sư quốc danh thì chúng ta nói mù mờ, nhưng mà tên này là một tên có địa chỉ cộng sản, có những cái bằng khen được trao bằng trước tên Hồ Tặc mà tôi đã bỏ lên Facebook. Và chính cái chương trình thuyết giảng này là cũng chính của nó, tôi lấy từ ở trong Facebook của nó, lấy từ ở trong trang web của nó, không vu khống, không chụp mũ. Cho nên quý vị ơi, quý vị chỉ dùng trí huệ nhận định ai bạn ai thù. Đó là tôi trả lời một nhóm Phật tử của thầy Thượng Tọa Thích Phước Toàn thuộc chùa Phước Lệ, chùa Phước Huệ thiền tự ở tại thành phố Tacoma. Còn chuyện đúng sai là quý vị dùng chánh kiến, chánh tư duy để quý vị xem đó là đúng hay sai. Rồi tôi xin trả lời một số câu hỏi Phật tử của chùa Cổ Lâm. Kính bạch Thượng Tọa Thích Thông Lai, con là một Phật tử, tôi đọc cái câu hỏi này. Con là một Phật tử của chùa Cổ Lâm. Hàng tuần ngày thứ bảy, chùa Cổ Lâm có chương trình niệm Phật A Di Đà cầu nguyện vãng sanh, do Hòa Thượng Thích Nguyên An làm trụ trì và một số tăng ni tại chùa Cổ Lâm hướng dẫn. Tình cờ con được biết Thượng Tọa qua cái chương trình mà Facebook live show, livestream, và con thỉnh thoảng cũng có đến chùa Thượng Tọa để nghe pháp. Nhưng gần đây Thượng Tọa không có mặt ở tại tổ đình Tầm Nguyên, cho nên con muốn Thượng Tọa cuối tuần này, tại vì Hòa Thượng của con là Hòa Thượng Thích Nguyên An có tổ chức ngày 2 tháng 7 2017 mời Thượng Tọa Thích Nhật Từ về thuyết giảng, mà con bàng hoàng khi thấy cái chương trình mà giảng tại Như Lai Thiền Tự San Diego, Thượng Tọa Thích Nhật Từ trả lời một câu hỏi của một Phật tử tên là Tây Sơn, nói không có Phật A Di Đà, nói không có kinh Địa Tạng là quỷ tạo, rồi nói không có cúng thần thất 49 ngày là vô ích. Nhưng mà con lại hàng tuần ngày thứ bảy con lại đi niệm Phật tại chùa Cổ Lâm, con lại tụng kinh Địa Tạng tại đây nhiều lần, mẹ con lại thờ tại đây, thì cái này làm con sững sờ quá. Xin Thượng Tọa từ bi khai thị về tổ đình thuyết pháp để cho chúng con rõ. Xin cảm niệm công đức của Thượng Tọa. Xin Thượng Tọa đừng nói tên con. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát. Thật ra tôi với Hòa Thượng Nguyên An tuy ở cùng tiểu bang nhưng chưa từng nói chuyện với nhau. Tôi cũng chưa từng bước vào chùa Cổ Lâm, cho nên tôi chưa bao giờ biết trong đó có thờ Phật Di Đà hay không. Tôi cũng chưa từng giữ những khóa tu niệm Phật của chùa Cổ Lâm tổ chức. Tôi cũng không có mặt ở đó, và tôi cũng không biết là trong chùa Cổ Lâm có thờ Ngài Địa Tạng, có tụng kinh Địa Tạng hay không. Nhưng mà
Nếu quả đúng như lời của vị Phật tử này nói, thì Hòa Thượng Nguyên An đã làm một việc không đúng trong bát chánh đạo. Cái đầu tiên là nhìn cho đúng, cho nên tôi không thể về tổ đình vì trong khi công việc xây dựng còn dở dang. Đang cần tôi và Đại Đức Tệ Quán Tệ Minh, quý vị nhìn thấy công việc còn đang xây dựng dở dang, cho nên quý vị thông cảm. Tôi tôn trọng Hòa Thượng Nguyên An là bậc tôn trúc. Tôi không có mặt ở chùa Cổ Lâm, chưa từng bước đến đó, nên tôi chưa có thể nói chùa đó là đúng hay sai. Nếu quả thật, nếu chùa Cổ Lâm không thờ Phật Di Đà, chùa Cổ Lâm không tụng kinh Địa Tạng, chùa Cổ Lâm không có những chương trình niệm Phật, thì cái việc mà Hòa Thượng Nguyên An thờ ai đó, mời Thượng Tọa Thích Thanh Từ, Thích Nhật Từ về để mà giảng kinh, thì chuyện đó tôi không có ý kiến. Nhưng nếu quả thật chùa Cổ Lâm nếu có thờ Phật Di Đà, chùa Cổ Lâm có những khóa niệm Phật ngày thứ bảy, chùa Cổ Lâm có tụng kinh Địa Tạng, chùa Cổ Lâm có cúng tuần thất khi Phật tử qua đời, chùa Cổ Lâm có thờ Cửu Huyền Thất Tổ, mà thử mời Thượng Tọa Quốc Danh Thích Nhật Từ, thì đó quả thật là một chuyện khó hiểu. Cho nên Ngài lại đẳng cấp Hòa Thượng, còn không dám nói tới. Quý vị dùng cái chánh kiến, chánh tư duy để quý vị tìm hiểu đi. Cho nên quý vị phải cẩn thận. Và một ngôi chùa nữa, có hai Phật tử ở chùa Liên Hoa tại Seattle, do Đại Đức Thích Huệ Nhân làm chủ trì, có chương trình thuyết giảng cũng vào ngày 2 tháng 7 2017. Tôi cũng chưa từng biết mặt Đại Đức Thích Huệ Nhân, tôi cũng chưa từng biết mặt ngôi chùa của Đại Đức Thích Huệ Nhân làm trụ trì, kêu là chùa Liên Hoa tại thành phố Seattle. Cho nên tôi không biết có thờ Di Đà hay không, có tụng kinh Di Đà hay không, có thờ Địa Tạng hay không, cho nên tôi không có ý kiến. Nếu mà Phật tử của bổn chùa Liên Hoa đặt câu hỏi này, là đệ tử của Đại Đức Thích Huệ Nhân, thì quý vị tự dùng chánh kiến, tự dùng chánh tư duy. Cho nên tôi xin thành thật sám hối, không thể kết luận ba ngôi chùa này làm việc là thế nào, vì tôi chưa bao giờ bước chân tới ba ngôi chùa đó. Thời gian gần đây thầy đang ở trên núi rừng, thầy đang làm thợ chứ không phải làm thượng tọa. Thầy đang bỏ công bỏ sức xây dựng tháp Địa Tạng để cho mùa Du Lan báo hiếu này, pháp hội sắp đến, trả ơn Cửu Huyền Thất Tổ, trả ơn Đàn Na Thí Chủ. Nên mượn cái livestream này để trả lời một ba nhóm Phật tử, một nhóm của chùa Phúc Huệ Thiền Tự do Thượng Tọa Thích Phước Toàn chủ trì tại thành phố Tacoma, tiểu bang Washington, một nhóm của Hòa Thượng Nguyên An chủ trì chùa Cổ Lâm, mà cái nhóm này là đi niệm Phật thường xuyên vào ngày thứ bảy, và cái nhóm này cũng tụng chú Đại Bi, mà họ rất bàng hoàng khi họ vào YouTube, họ sợ họ thấy Đại Đức lúc mà thời gian Thích Nhật Từ còn là Đại Đức rồi lên Thượng Tọa nói tụng chú Đại Bi không có ích lợi gì, thành ra phỉ báng cả chú Đại Bi. Cho nên vị Phật tử này rất là bức xúc. Tóm lại, chùa Phúc Huệ Thiền Tự của Thượng Tọa Thích Phước Toàn tại Tacoma thuyết giảng ngày 30 tháng 6 2017 do giảng sư Quốc Danh Thích Nhật Từ, chùa Cổ Lâm của Hòa Thượng Nguyên An tại Seattle
có cuộc thuyết giảng của sư quốc danh Thích Nhật Từ ngày 2 tháng 7 2017, chùa Liên Hoa tại Seattle do đại đức Huệ Nhân ngày 2 tháng 7 2017. Tôi không nói những ngôi chùa này là cộng sản quốc danh, nhưng mà tại vì tôi chưa từng bước đến. Nhưng nếu trong này có chương trình niệm Phật A Di Đà, có tụng kinh Địa Tạng, có trì chú Đại Bi, có thờ Cửu Huyền Thất Tổ, mà mời sư quốc danh Thích Nhật Từ, thì những ngôi chùa đó đã làm không đúng rồi đó. Nếu với các vị hòa thượng Thích Nguyên An gặp Phật tử mà câu chào hỏi đầu tiên là A Di Đà Phật, chào đạo hữu, thì niệm Phật A Di Đà để làm gì vậy? Nếu Thượng Tọa Thích Phước Toàn vẫn chào Phật tử bằng câu A Di Đà Phật mà thỉnh sư quốc danh phỉ báng Phật A Di Đà, thì câu chào hỏi này trở thành vô nghĩa. Nếu đại đức Thích Huệ Nhân đã từng chào hỏi Phật tử bằng câu A Di Đà Phật, đạo hữu khỏe không, mà rước thư quốc danh Thích Nhật Từ, thì đây là rất khó hiểu. Xin hỏi quý vị là ai mà quý vị lại rước người phỉ báng Như Lai? Phỉ báng Phật A Di Đà không có nghĩa là phỉ báng Phật A Di Đà không. Thích Nhật Từ khi phỉ báng Phật A Di Đà là phỉ báng cả Phật Thích Ca. Vì chúng ta biết Phật A Di Đà là do Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật giới thiệu. Không lẽ vì hai cái chữ thiền tự, chữ phước huệ thiền tự. À, quý vị thấy rõ phước và huệ, mà quý vị có chữ thiền tự mà tôi thấy là một vị thiền sư đạo cao đức trọng, đại lão hòa thượng Thích Thanh Từ, coi như là thiền sư tổ của dòng Trúc Lâm Yên Tử. Ngài cũng nói có kinh A Di Đà, ngài không dám phỉ báng Phật A Di Đà. Thì như vậy tại sao mà quý vị dám thỉnh một vị sư quốc danh phỉ báng Phật A Di Đà đến nơi tam bảo của mình để giảng sai chánh pháp? Cho nên thiền cũng của Phật, tịnh độ cũng của Phật, phỉ báng Phật A Di Đà là phỉ báng Đức Phật Thích Ca, phỉ báng Ngài Địa Tạng cũng là phỉ báng Đức Bổn Sư vì Ngài giảng kinh Địa Tạng 3 tháng trên cung trời Đau Lợi để trả ơn cho mẹ. Cho nên nói ít hiểu nhiều, tôi rất là bận rộn để mà xây dựng, không thể về tổ đình theo yêu cầu của các vị Phật tử. Cho nên hôm nay xin mời quý vị nghe những lời trả lời qua livestream này để quý vị thông cảm. Cho nên không phải là tôi không biết, tôi phát chương trình của Thích Nhật Từ, một tên sư quốc danh đội lớp tỳ kheo, làm sao tôi không biết những chương trình thuyết giảng này được. Mà sở dĩ tôi không có nói là tại vì tôi không có chưa từng bao giờ bước đến ba ngôi chùa đó. Tôi cho thấy sự bận rộn của tôi, quý vị thấy không? Quý vị nhìn coi khu vực nhà bếp của Youth Center, quý vị thấy còn đồ đạc ngổn ngang, đồ đạc ngổn ngang đang chờ sự thu xếp của tôi và đại đức Thích Tuệ Minh, đại đức Thích Tuệ Quán. Quý vị thấy khu vực nhà bếp nó còn vắng lặng như chùa Bà Đanh, nó còn gạch ngá cây cộ ngổn ngang. Cho nên không phải là tôi không có bận rộn mà không về. Tôi cho quý vị coi, nó còn rất là nhiều chuyện đang xây dựng tại đây. Thấy để rồi quý vị biết rằng chúng tôi không phải là những tỳ kheo ăn trên ngồi trước. Chúng tôi đang làm những chuyện để phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Quý vị thấy khu vực nhà bếp còn ngổn ngang
chờ sự sắp xếp của chúng tôi. Quý vị thấy rõ chưa? Tất cả nó còn nằm ở trong kho, cần xử lý nắp. Rồi thầy tể quán đang làm ở khu vực ở phía sau, đang ổn định lại cái khu vực nhà cầu. Khu vực phòng ăn của thế hệ trẻ vẫn còn ngổn ngang bề bộn. Chỗ nào quý vị cũng thấy tôn, thấy gỗ. Quý vị chỉ thấy rõ này khu vực chánh điện còn tràn đầy những chuyện cần phải sắp xếp. Cho nên tôi không về tổ đình được là không phải tôi đang an nhàn hưởng phước, mà tôi đang săn tay áo để chuẩn bị phục vụ cho Phật tử. Và những lời nói này con xin hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, một tượng Phật cổ đơn sơ đống đá ở tại chánh điện đơn sơ của Youth Center. Quý vị thấy rõ, này chứng minh cho con nói là để bảo vệ chánh pháp, con nói là để cho Phật tử có chánh kiến. Con thấy ông Phật, quý vị thấy ông Phật của tôi không? Rong rêu mọc đầy người, rồi sau chỉ có những bông hoa đơn sơ. Đó, công việc nó tràn đầy. Trong khi tôi nói chuyện đây thì quý vị nghe tiếng mà cưa máy vẫn còn đang xẻ gỗ, các đại đức còn đang làm việc. Cho nên tôi phải trở lại giúp đại đức Tệ Minh, giúp đại đức Tệ Quán một bàn tay. Cho nên quý vị nghe tiếng máy, tiếng cưa, để thấy rằng đệ tử của tôi được đào tạo không phải để ăn trên ngồi trước. Đệ tử của tôi đào tạo không phải để đánh phá Phật. Đệ tử của tôi đào tạo không phải để nói không có Phật A Di Đà. Đệ tử của tôi đào tạo không phải để phỉ báng Ngài Địa Tạng. Đệ tử của tôi đào tạo là để phục vụ chúng sanh, là cúng dường chư Phật. Và Thượng Tịnh Không, Ngài đã thường giảng kinh Vô Lượng Thọ, Phật A Di Đà ở Tây Phương Cực Lạc, và mỗi con người chúng ta đều có một Đức Phật A Di Đà ở trong tâm. A Di Đà là Vô Lượng Thọ, A Di Đà là Vô Lượng Quang. Cho nên dù ai nói ngã nói nghiêng, tất cả Phật tử tu tịnh độ hãy dùng trí huệ, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh mạng, chánh niệm, chánh huệ để mà đánh tan các tà thiết đời mạt pháp ma dương đầy. Nhưng mà vẫn có những hàng Bồ Tát theo như trong kinh Pháp Hoa phát nguyện ở lại cõi ta bà này dưới mọi hình thức. Chỗ nào có tà ma đánh phá, kinh Diệu Pháp Liên Hoa, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, chúng con nguyện thị hiện ở cõi này để bảo vệ chánh pháp. Nếu kinh Di Đà là quỷ tạo thì làm gì còn hiện diện cho tới ngày hôm nay, vì các hàng Bồ Tát, các vị hộ pháp không để cho nó lưu hành. Nếu Ngài Địa Tạng là giả thì các vị hộ pháp sẽ không bao giờ để cho lưu hành tới ngày hôm nay. Nói ít hiểu nhiều, mặt trời đã lên, một ngày mới đang đón chờ. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tại sao tôi tập trung đánh vào Sư Quốc Danh Thích Nhật Từ? Tại vì tên này nó có đầy đủ chứng cớ
nó có đầy đủ bằng chứng, đứng nhận lãnh bằng khen trước hình hồ tặc. Tên này là cái tên đã thường làm giáo thọ tại các trường hạ quốc danh. Đập rắn là đập ngay cái đầu, đập tên công an đầu trọc Thích Nhật Từ, tức là đập vào trong tất cả những tên sư quốc danh và những ngôi chùa hạ hơi tiếp sức. Tổ quốc lâm nguy, đất nước sắp mất, vậy mà những ngôi chùa này đã từng nhận tiền của các sĩ quan Việt Nam Cộng Hòa, đã từng nhận tiền cúng dường của các con cháu HO, mà nỡ nào rước voi về giày Mã Tổ. Bởi vậy vì có những ngôi chùa như vậy tại Hoa Kỳ mà Cộng sản vẫn còn thống trị. Hôm nay con cầu nguyện ở chân tháp Địa Tạng này, mấy trăm ngôi chùa ở Hoa Kỳ càng ngày càng có chánh kiến, càng có chánh tư duy, đừng làm những chuyện phá đạo phá đời. Tên sư Thích Nhật Từ này 12 năm trước ở tại Vật Phi Nha, nó đi giảng mà nó nói chỗ nào có cờ Việt Nam Cộng Hòa, chỗ nào có chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, chỗ đó nó không đến. Nói về đời thì nó đã sai rồi, huống gì là đạo. Cho nên cái livestream này là cái livestream thứ tư ở tại Youth Center. Thính pháp của tôi là cỏ cây hoa lá, là thọ thần, là chư thiên, là chư Phật và Bồ Tát. Nhưng mà tôi không thể trở về ở tổ đình vì quý vị thấy bao nhiêu chuyện còn chờ bàn tay của thầy trò chúng tôi. Cho nên quý vị thông cảm và nguyện cầu càng ngày các vị tăng dù quốc gia hay quốc danh hãy biết mình từ đâu đến. Mình là người Việt Nam, mình phải biết uống nước nhớ nguồn, ăn trái như kẻ trồng cây. Đừng vì lợi lạc trước mắt mà bán rẻ lương tâm. Hãy nghĩ bao nhiêu đồng bào đang đau khổ tại Việt Nam cũng vì sư quốc danh. Cho nên trước năm 75, cũng chính những ngôi chùa của Phật giáo đã chứa những tên công an đầu trọc, để dưới những cái ngôi chùa này, ở dưới cái bục Phật ngồi, chứa vụ đạn, chứa súng, chứa truyền đơn đánh phá Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên giờ này vẫn còn tiếp tục làm những chuyện đau lòng này. Sao không thấy những sư quốc danh lên án vụ Phật Mô Sa? Có hồi qua có một số Phật tử hỏi tôi, làm sao biết chùa nào là chùa quốc danh? Khi mời một vị giảng sư từ Việt Nam qua giảng, quý vị yêu cầu vị giảng sư đó giảng về sự độc hại của Phật Mô Sa, giảng về ngày mất nước. Thật ra tôi tuyên bố cho quý vị nghe, không phải đợi tới năm 2020 mới mất nước, mà chúng ta đã mất nước từ lâu rồi. Cái tên Hồ Chí Minh mà nằm ở tại Địa Ba Đình, tên đó là tên Tàu, một tên chủ tịch nước mà tên đó chính là người Hoa, giả dạng Hồ Chí Minh. Thì kể từ ngày 1945, nước Việt Nam chúng ta từ dưới tiếng 17 trở ra đã là thuộc địa của Tàu rồi đó quý vị, chứ không phải chờ tới năm 2020. Trân trọng kính chào tất cả Phật tử. Nam Mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát.